Xin kính chào tất cả bà con, cô bác, cô chú, quý anh chị quay trở lại kênh YouTube của Ma Cao Đổ Bãi trong video buổi sáng thứ năm ngày 7 tháng 7. Một ngày mới, một buổi sáng mới, kính chúc tất cả các bác vạn điều bình an. Em lại tiếp tục lên các sản phẩm hàng nội địa Nhật, hàng bãi, hàng đã qua sử dụng rồi. Thì các bác vào đón xem, thấy ưng ý thì ủng hộ vợ chồng em. Các bác vào xem video thì ủng hộ vợ chồng em một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ vợ chồng em một nút đăng ký kênh. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hôm nay thì đây vợ em đang là lựa một ít lòng nồi đã bán cho các bác. Xong bác nào có nhu cầu về lòng nồi thì đón xem video nhé. Đấy, có một ít lòng nồi thì nó cũng không được đẹp mấy, nhưng mà có nhiều bác cái lòng nồi rất là xấu thì có thể mua về thay vào cái nồi nhà mình. Đấy, bên em bán hàng bãi, hàng nội địa Nhật, hàng đã qua sử dụng rồi. Hàng em bán là tất cả hàng em bán là đều sử dụng điện áp 110V quá nhá. Đã nói đến đồ nội địa Nhật thì phải sử dụng điện áp 110V. Cách thức bán hàng anh em là bác xem video nghiên cứu thật kỹ ưng ý mã nào thì bác gọi điện trực tiếp qua điện thoại 0969 88508 và để lại thông tin địa chỉ số điện thoại, bên em sẽ có trách nhiệm đóng hàng gửi đến tay các bác. Đấy, tất cả hàng em bán là sử dụng điện áp 110V nha. Em bán hàng không nhận cọc, bác lưu ý. Và bán hàng bao ship toàn quốc, bác nhận hàng là quyền kiểm tra hàng sau đó mới thanh toán, kiểm tra hàng sau đó mới thanh toán các bác nhá. Đấy là cách thức bán hàng. Nên bác lưu ý thật kỹ, em không nhận cọc thì bác lưu ý thật kỹ giúp em là tìm hiểu kỹ. Khi đã chốt mua rồi thì vui lòng thay, không thay đổi ý kiến. Nếu em gửi hàng đến tay các bác không bị móp méo rồi cũng đúng như cái sản phẩm em quay trên video thì bác vui lòng nhận hàng và thanh toán giúp em cái tiền hàng. Cảm ơn bác rất là nhiều. Thì để sử dụng được cái đồ nội địa Nhật thì bác bắt buộc phải sử dụng cái cục biến điện nhé, từ 220V xuống 100V. Đấy, công suất 2kVA, 3kVA. Em có bán cả dây nhôm, dây đồng, vỏ sắt, vỏ nhựa các bác nhá, vỏ sắt, vỏ nhựa. Đấy, ủ xấu đẹp bảo ra bán hết đi cho nó rộng. Đẹp xấu thì bán giá rẻ. Đấy, đây là cái mẫu vỏ sắt nhé, mẫu vỏ sắt đây ở giữa công tắc này, hai bên là điều điện 100V nhé. Đây là giá vỏ sắt ở bên này. Đấy, giá vỏ sắt bên này nhé, các bác có thể chụp lại này, chụp lại ghi lại cái giá. Đấy, giá vỏ sắt đây. Đấy. Đây là mẫu vỏ nhựa nhá, đây là mẫu vỏ nhựa đấy, vỏ nhựa đắt hơn vỏ sắt là 50.000 nha. Vỏ nhựa màu trắng, nó làm theo kiểu đứng nhá. Đây vỏ nhựa, đây vỏ nhựa đắt hơn vỏ sắt 50.000 này. Ngoài ra thì em có bán thêm cái muôi nhá, em có bán thêm cái muôi của Nhật, bán thêm cái muôi của Nhật 50.000 một cái nha các bác nhá. Made in Japan 50.000 một cái, Made in Japan nha các bác nhá, 50.000 một cái. Bác mua nồi hay mua nguồn em đóng kèm thì có không có tiền ship, còn nếu mà mua đơn này 1 triệu môi thì bác vui lòng thanh toán tiền mua cộng tiền ship nhá, 1, 2, 3, 4 cái môi thì mỗi cái thì lại mấy ngàn đồng thôi các bạn ạ, không có nhiều lãi nên là các bác thông cảm, thanh toán tiền ship giúp em nhá, 50.000 một cái nhá. Đấy, còn mấy cái nồi cơm em lên nốt, còn mấy cái nồi cơm em lên nốt cho các bác, rồi sau đó em sẽ lên mấy cái bàn nạp và cuối cùng sẽ là ít ruột nồi nhá, ruột nồi. Đầu tiên là một chiếc roi dioxin này, một chiếc roi dioxin. Hả? Em đang xem vợ em mà. Thôi này lại. Đây là những cái này em bỏ ra mà bán hết đi. Giữ làm gì? Nó xấu thì giữ làm gì đâu, để các bác ai sử dụng cái gì sử dụng cái đấy. Cái nòng ấy đâu, có một cái nòng đây mà về ai rồi cũng may mắn thì sử dụng được. Xin lỗi các bác nhá, em đang bảo vợ em lựa ra một ít cái nòng nồi về các bác sử dụng. Đây đầu tiên là một em Joy UC này, cao tần IH này, vua đối đất Nhật Bản này. Con nào em cũng nói dung tích nhá, gần như là 99% là nồi 1 lít thôi nhá. À, nồi 1 lít, em đều nói là dung tích 1 lít mà, dung tích 1 lít điện 100V công suất là bao nhiêu mà. Đấy là cái câu em hay nói. À, một em Joy UC cao tần IH vua đối với Nhật Bản, dung tích 1 lít điện 100V công suất 1.105W, Made in Japan nhá, Made in Japan. Đây có sức đằng sau nhá. Sản xuất năm bao nhiêu? 2015, Made in Japan nhá. Joy UC vua đối với Nhật Bản đây. Này, thành quách vuông quanh. Có cấn xước móp nha các bác, lưu ý mua hàng cũ, hàng đã qua sử dụng rồi thì những vết xước móp phải khó tránh khỏi. Khó tránh khỏi các bác nhá. Đấy. Mặt mũi thành quách đây. Ngắm giúp em ạ. Đấy. Tất cả em bán đều có bảo hành nhá, và tất cả đều được dọn dẹp dán tem nhãn, nếu bác đầy đủ có bảo hành dán tem nhãn đâu ở đấy. Đấy, bác lưu ý như thế. Con nào hết pin thì được thay pin nhá, là như là thay pin rồi. Đấy. Nhạc nhẽo chuông còi đầy đủ ạ, nhạc nhẽo chuông còi đầy đủ. Nấu này, hủy này, hâm này, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, đấy. Nấu này.
Nhạc chuông gọi đầy đủ bao nhá. Thủy. Tất cả các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu to. Được chưa? Các bạn xem video thì ủng hộ vợ chồng em một nút like nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho em xem một đăng ký kênh. Đấy, có thu tốt nhé, có thu tốt. Do UC. Do này xanh mướt này, do xanh mướt này. Đấy. Cực kỳ sạch sẽ nhá. Đấy, mới tinh. Mới tinh nhá. Đấy, sạch bóng này. Sạch bóng này. Ừ. Được chưa? Sạch bóng nhá. Nòng nồi bên ngoài đẹp này, bên ngoài đẹp này. Bên trong có một vài điểm chấm cám nhỏ xíu này, bao các bác không dính cơm nhá. Bao các bác không dính cơm, được chưa ạ? Bao các bác không dính cơm. Cắm giúp em nhá. Em quay rất là kỹ nhá các bác nhá. Có chấm cám nhỏ li ti, có sức nung mèo nung chuột. Có sức nung mèo nung chuột. Trong này, trên này, sạch sẽ nhá, do UC nhá. Đây là mua ở đây. Mã số 1 ngày 7 tháng 11 để bác là bao nhiêu? 640 nhá, cả ship nhá. Và bảo hành 3 tháng đó ạ. Test dọn nó mất hết rồi. Em bán thì bao nguyên zin nguyên bản, không đụng chạm sửa chữa. Đấy, có sao báo bán vậy nhá. Đây, em bác một em Mitsubishi này. Mitsubishi cao tần IH này, Mitsubishi vuông nhá. Đấy, sản xuất năm 2016 nhá, con này cũng thay pin rồi nhá. 2016 dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1000 bao nhiêu W này. Công suất là 1270W nhá. Dung tích 1 lít nấu tối đa 1 kg gạo bác nhá. Mặt bụi thành quách đây, có sước mờ này. Đấy, rất bóng nhá, mặt này. Tắt cái điện trong nhà đi em ạ. À. Chim nó khỏi kêu. Đấy, 6 giờ 58 phút này. 6 giờ 58 phút nhá, thành quách đây. Điện đóm ngon lành không nhá. Điện đóm ngon này. Ừ. Nấu này. Ừ. Hủy này. Hâm này. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này, giờ này. Phút này. Đấy, phím nhận nhau nhá. Nấu này. Các phím hoạt động tốt nhá, yên tâm. Menu này. Đấy. Chọn gạo này. Đấy. Hoạt động rất tốt nhá. Chuông còi kêu to. Nhìn bên trong. Này. Đấy. Nòng xong đây, nòng ngoài có xước này, nhưng mà sạch sẽ nhá. Nòng cực kỳ dày nhá, nòng dày, nòng phủ gốm sần đây. Nòng dày nhá. Đấy. Bên trong này có xước nông mèo, nông chuột. Này để xa bác ngắm này. Em vẫn trao đổi các bác nhân nghiên cứu thật kỹ nhé. Còn khi em lên đơn là bác nào mà số điện thoại cảnh báo nguy hiểm thì các bác vui lòng đặt cọc giúp em thì em cho đi hàng. Còn các bác không đặt cọc thì em không cho đi hàng đâu. Thông cảm giúp em vậy. Đấy. Tại sao có những cái trường hợp như vậy? Còn đa phần em lên đơn hàng là họ đều là cảnh báo là an toàn thì em không bao giờ em có nhắc các bác. Nhưng mà những cái số điện thoại nào mà họ cảnh báo thì em sẽ mong các bác đặt cọc giúp em. Nếu mà thiện chí mua đặt cọc thì em cho đi hàng nhé. Thông cảm giúp em. Loang đây. Loang đây nhá. Đây. Phần bên trong này nhá, loang bên ngoài rất đẹp này, rất đẹp nhá. Các nhìn thấy đẹp chưa? Bên trong đây. Muốn được cái loang này, loang kép mà, nửa bên trong này, đoạn này bị rách một đoạn nhá. À. Nhưng mà không xì được nhá, không xì được đâu. Đây. Lúc kỳ cọ này bác nhìn thấy cái vết kỳ đấy chưa? Đấy. Cái bù đấy xong nó không may nó quặc vào. Đấy. Nó quặc vào nên là bị rách. Nhưng mà không sao, may là bên trong nhá, bên trong. Không xì được đâu nhá bác nhá. Nồi cao tần thường mà. Đấy, bên trong con này rất là sạch sẽ này. Bên dưới bên trên này cực kỳ sạch nhá. Đấy, con này có thể nấu được cả nòng carbon nhé, họ làm cái viền đỏ này là viền cao su nhé, nấu được nòng carbon nên cái này nó làm rất dày nhá, cái nòng này làm rất dày. Ừ. Nấu nướng yên tâm các bác nhá, nấu nướng yên tâm. Em bán thì có sao báo vậy, xì em báo xì nhá các bác nhá, mà được em báo được nên các bác cứ yên tâm về việc đấy. Mã số 2 ngày mùng 7, vì em bán các bác mà đến tay các bác không sử dụng được các bác trả về cho em, có phải em mất uy tín mất tiền cước không?
Mùng 7 tháng 11 để các bác con làm bao nhiêu? 620. 600 đi, cả ship nhá. 600 ngàn, mã số 2. Mã số 3. Nếu bác một em do UC tiếp này. Mã số 3 này em bác con do UC nhá. Đây, cái dây này. Con này nhìn như này thấy dây hút yếu đâu. Có hơi yếu ấy. Đẩy dây thì mới vào này. Đấy, đẩy dây mới vào nhá. Con cót nó bị yếu đâu. Kệ đi. À, giá cũng rẻ mà. Dây thì rất đẹp nhá, nhưng cót nó yếu. Hút không hết dây nhá. Đấy, nấu này, nhạc nhẽo chuông còi đầy đủ nhá. Thủy này. Hâm này. Hâm anh 8 phút này. Đấy. Thủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ. Phút. Đấy, hủy menu. Các phím hoạt động tốt không nhá, chuông còi kêu to. Em do UC, mặt mũi thành quách đây, có cấn này. Mặt sáng này, sản xuất năm 2012, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105W, made in Japan nhé, made in Japan, thành quách bốn quanh đây. Đấy, có cấn có xước nhé, giá rẻ thôi. Dây không hút hết đâu nhé, dây của một đoạn đây, không hút hết. Đi ở bên trong, loang này xanh mướt sạch sẽ này, xanh mướt nhé. Dòng do UC thì gần như con nào cũng đẹp cũng xanh ạ. Gần như con nào cũng đẹp cũng xanh. Nòng có chấm nhỏ li ti này, bên ngoài có xước nhá, bên ngoài có xước, bên trong chấm cám nhỏ li ti. Có chấm cám nhỏ nhau nhá. Cơm này không dính ở đâu. Nếu là chưa có điều kiện mà muốn sử dụng được cao tần thì mua mấy con này nhá, mua mấy con này về trải nghiệm trước, về trải nghiệm trước. Đấy này, sạch sẽ nhá, có xước nhá, có chấm, bên trong sạch sẽ này, test cho các bác hết rồi. Em bán có bảo hành, hoàn toàn yên tâm nhá, không một gì phải lo lắng cái gì hết coi nhá, hoàn toàn yên tâm. Em bán hàng ngày chứ không phải là bán lừa nào các bác, đa phần là em có các bác khách mua rồi xong lại giới thiệu người thân người nhà. Đấy là em cần điều đấy, em là cái điều em mong muốn nhá. Do gì thì vua bếp Nhật Bản các bác nhá, mã số 3 ngày mùng 7 tháng 11 đấy bác này, 550 nhá, 550.000 cả ship nhá, bảo hành 1 tháng được chưa ạ, 550.000. Ok, em sẽ lên các bác mấy cái bàn ủi nhá, bàn ủi mấy nồi cơm còn có 3 cái thôi các bác nhá, còn 3 cái thôi. Ra đây con này là của khách này, chứ không phải là của em nhé. Con này có một bác khách bác gửi đến này. Con này có một bác nào em đang chưa tìm ra bệnh. Có nghĩa như nào? Có nghĩa là con này một con đĩa bay nhá. Bác nào là thợ nhá thì chia sẻ giúp em chút kinh nghiệm. Mà bác có kinh nghiệm bác chia sẻ giúp em nhá. Nấu đây, bấm nấu đây, thì chạy được khoảng tầm 5-6 phút gì đấy thì tự động tắt, không báo lỗi một cái gì hết. Nó không báo lỗi mới khó sửa, nó báo lỗi là dễ sửa. Nó không báo lỗi gì hết, xong rồi là nó tắt xong mình ấn các phím này nó đơ hết, không ấn được cái gì. Nhưng mà chờ khoảng tầm 5 phút sau thì lại bấm các phím bình thường. Xong lại ấn nấu không nó cứ chạy được khoảng tầm 5-7 phút thì tự động nó tắt phụt đi. Nó không bấm được phím gì và nước cũng không sôi. Và cũng không báo lỗi một cái gì hết. Đây con do gì vậy? Thì các bác xem là thì nó bị cái gì nhá. Thì bác nào mà đã bị cái bệnh này rồi thì cùng chia sẻ để mọi người đều biết. Đấy. Có một bác khách quen nhé, thì bác bảo là bị cái cảm biến này, bị cảm biến đáy nồi này nó có vấn đề. Em cũng chưa có thời gian để em thay cái đấy, thì không biết là có đúng không. Nhưng mà thôi cảm ơn bác rất là nhiều, thì em sẽ thử thay cái cảm biến đáy nồi. Đấy là cái ý kiến đầu tiên của bác, thì mong các bác là có là thợ hoặc là có kinh nghiệm về cái dòng này thì chia sẻ giúp em nhé. Có nghĩa là ấn nấu này, được mấy phút thì tự động tắt, không báo lỗi cái gì hết. Đấy, và cũng nuôi các phím nó đơ, các phím nó đơ. Đấy, và chờ một tí xong chúng ta lại bấm bình thường, lại nấu bình thường. Nhưng mà bấm được nấu được mấy phút thì nó lại mất điện. Em lên bàn nà các bác nhá, bàn nà. Bàn nà lớn này, bàn nà lớn này. Mặt mũi bằng vỏ thì bên trong còn đẹp, bên ngoài thì thời gian để sử dụng rồi, vận chuyển nó xước xát nó khó tránh khỏi nhá.
bàn là lớn này, mặt mũi đẹp này. Em này em Sanio nhé, em Sanio mặt mũi đây. Bàn là lớn nhé, con này sử dụng rồi nhé, đây những viền này hơi bị mòn mòn đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, rất là đẹp nhé. Hộp nước đây, hộp nước đây. Đấy. Con này phím bấm điện tử nhá, phím bấm điện tử thì con này thì không bao giờ chuyển ở điện đâu. Sản xuất năm 96 này, điện 100 vôn 0.3 toàn bộ tiếng Nhật nhé. Những đầy cổ này thì chắc chắn là bên Nhật rồi. Những con này là ở bên Nhật có nhá, sản xuất bên Nhật đấy ạ. Em cam kết các bác như thế. Điện đóm ok nhé các bác nhá. Em bán có bảo hành. Điện đóm ok. Tắt. Nóng các bác nhá. Bao nóng bao sử dụng, bán có bảo hành các bác yên tâm. Không bể vỡ nhá. Bình nước còn đẹp nguyên này. Sanio nha, mặt đây. Mặt đây. Dây còn hút tốt nhá. Vỏ đẹp không vỡ này. Sanio, bàn nào lớn nhá, bàn nào lớn. Để bác con này bao nhiêu? Mặt đẹp đấy ạ, mặt lớn nhá, mã số 4. 7 tháng 11 để bác 360 cả ship nhá, 360.000. Dạ. Tiếp theo con bàn nào lớn nữa này. Tiếp theo con bàn nào lớn nữa. Bàn nào lớn nhá. Đấy. Vỏ nó đẹp này. Sức sát là khó tránh khỏi một em Toshiba nhá. Đây, bàn nào lớn con này thì chuyển được điện này. Con này thì chuyển được điện đâu nhá. Mặt đẹp nguyên này, con này mặt mới nguyên nhá. Toshiba sản xuất năm 99 này, điện 100 môn công suất 1200 này. Toshiba dòng này thì toàn bộ của Nhật luôn coi nhá. Mặt mới tinh nhá, con này gần như chưa dùng. Mặt mới tinh nhá. Con này chuyển được điện nhá, phím bên này là chuyển được điện này. Đấy, chuyển được điện nhá. Đấy, chuyển được điện. Bình nước đây, con này bình nước đã tháo rời à. Đấy, rất đẹp này. Rất mới và đẹp nhá. Rất mới và đẹp. Toshiba. Toshiba. Mặt đẹp nhá. Đấy đây. Tem nằm đây nhá. Đây, tem nằm đây. Con này chuyển được điện không nhá? Con này đẹp đấy ạ. Con này rất đẹp nhá. Bàn nào lớn nhá. Cực kỳ đẹp. Này, điện đóm này. Tắt này. Đấy, bật này. Bật này. Đặt này, bật này. Đã nóng bỏng rồi các bác nhá. Bàn nào mới tinh nhá. Đấy, cót thì dây vẫn hút hết nhá, nhưng cót hơi yếu. Đấy, cót hơi yếu nhá. Đấy, cót hơi yếu, được chưa? Vẫn hút hết dây. Mặt đẹp này, bốn xung quanh các bác nhìn này, mới tinh nhá. Con này gần như chưa dùng. Đấy, 599 nhá. Năm 99. Điện đóm ok, mã số 5. Ngày 7. Để các bác con này 420. 420 một con bàn là gần như chưa dùng nhé. Con này chuyển được điện nhé, 420.000. Đây, nếu con Panasonic mặt inox này, nhưng con này không chuyển điện. Hôm trước có một bác dặn con mặt inox chuyển điện, nhưng con này lại không chuyển điện các bác nhá. Con này phím bấm điện tử này, con này không chuyển điện, mặt inox mới tinh nhá. Mặt inox thì yên tâm nhá. À, rất là mới nhá. Được chưa? Mặt inox nhá. Mặt inox mới con này, Panasonic công suất 1400 nhà điện 100V. Nhưng con này thì bắt buộc con phải sử dụng 100V nhá. Sử dụng rồi nhưng mà mặt inox thì không bao giờ sợ nó xấu, nó xước. Sản xuất năm 19 nhé, điện 100V, công suất là 1400, made in China 2019 nhé, mặt mũi đây. Đấy, mặt mũi đây. Bên trong này nó cứ có cái gì đấy con này. Miếng này là ở chỗ nào? Mấy con đều thấy có cái miếng nhựa này. Chậm ở đâu? Mà em test rồi không có làm sao nhé. Làm sao. Mặt inox nhá,
không chuyển điện các bác nhá. Rất là mới. Mặt inox thì đắt hơn mặt men, các bạn lưu ý. Mặt inox đắt hơn mặt men nhá. Nóng rồi nhá các bác nhá, nóng bỏng rồi. Mặt inox nhá. Mặt inox. Đấy, vỏ ngoài đây. Mặt nạ lớn nhá, mặt nạ chức nạ lớn. Mặt inox được bác 570.000. 56 đi, 560.000. Mã số 5 6 7 tháng 11 560k. Con này điện 100V luôn nhá. Đấy, bàn này ạ. Mặt lớn nhỉ. Đây nên bác một con nữa này, một con Natuna trong suốt nhá, bên ngoài màu xanh. Màu xanh nhá. Con này cũng mặt inox. Đấy, hôm qua có một con kia giống nhau về màu này, đây. Cũng mặt inox nhá. Con này không chuyển điện đâu. Đấy, mặt inox nhá. Phím bấm điện tử này, còn đẹp nhá. Còn đẹp. Mặt mũi đây, inox nhá. Màu xanh nhá, điện 100V này, công suất là 1400, sản xuất là 1006 nhá, made in China. Lắp ráp tại Trung Quốc hay ở đâu thì cũng vẫn là dành cho người Nhật các bác nhá. Nhiều bác là cứ bảo là Trung Quốc tôi không thích. Những cái đồ này thì một thì 99-98% của Trung Quốc thôi, còn những cái con đời cổ thì nó mới là tại Nhật các bác ạ. Ok nhá. Bao nóng bao sử dụng các bác luôn. Mặt inox lại dây còn cót hút tốt nhá. Này, chồng hầm hố chưa? Đấy các bác, 490.000 nhá, 490.000. Không chuyển điện đâu các bác nhá, không chuyển điện đâu. Con này bắt buộc phải sử dụng điện 110V ạ. Mã số 8. Ngày à. Mùng 7 tháng 11 được 490. 490.000 nhá, cả ship nhá. Có bảo hành các bác nhá, test dọn bác ngon lành rồi. Ok, bàn là cũng nên thế thôi nhá. Mấy mã thôi, vì bàn là thì cũng nhu cầu của bác cũng ít mà. Nhưng mà nên mỗi ngày mấy mẫu thì các bác lựa chọn cho nó. Đây, em sẽ lên cho bác mấy cái nồi cơm nhá. Đây, bật cặp này sẽ cao tiềm một tí này. Đầu tiên là một em Sanyo mặt quỷ nhá. Một em Sanyo mặt quỷ đây. Nóng đẹp nhá, bên trong có vết chấm này. Nóng quỷ nhá. Nóng quỷ. Đấy. Một em Sanyo mặt quỷ. Đấy này, đẹp nhá, nóng lành nhá. Mặt quỷ nhá. Đấy, có vết chấm đây. Vết chấm đây bác nhá. Vết chấm. Đây con này thì các bác có thể là hôm trước thì nó không biết là nó đời nào, Panasonic vuông đời mới ấy. Không biết là HX hay HP HA. Thì con này em đã thử một lần là nó có nhận à, này là đun từ nhá, vẫn đun từ. Đấy và nóng rất đẹp này. Nóng rất đẹp và vừa với chiếc nồi Panasonic vuông đời mới ạ. Panasonic vuông đời mới. Mà không biết là nó trùng với mã cái mã HX thì không phải rồi. HX thì là báo U10 nhá. Còn HA, HB thì em này không có nồi để em thử. Nhưng mà hôm trước em đã thử một lần rồi. Là đun được. Không biết là vào đời HA, HB hôm vừa rồi vào đời HX thì không vừa. HX thì là sẽ bị báo lỗi. Đấy, nóng cực kỳ đẹp nhá. Gần như mới tinh. Rất là tiếc luôn. Bác có thể là bác nào có con HA, HB thì bảo mua về bác ghép thử nhá. Cực kỳ mới đẹp này. Đấy, nóng đây. Con này không phải là Panasonic đời mới hẳn đâu nhá, không phải đời mới hẳn đâu, đời mới hẳn bây giờ lại không được. Đấy. Nó là đời chung chung với cái đời mà con Panasonic mà cái màn hình nó bé tí ấy là con này không được đâu nhá. Nó phải là màn hình rộng cơ, màn hình rộng ở trên ấy. Đấy thì bên là đời HA HB ấy, thì nó ok. Cực kỳ mới đẹp này. Đấy. Cặp nòng nhá. Đấy, cực kỳ mới đẹp. Rất mới luôn nhá. Đấy. Mã số không? Mã số 9 này. Ngày mùng 7 tháng 11. Để bác cặp này 350. 350.000 cặp này nhá. Được chưa ạ? Đấy. 350.000, rất là đẹp, rất là mới nhá. 350.000 cả ship đấy bác nhá, cả ship đấy. Ok chưa? Rất là mới đẹp nhá. Đây nên bác cặp số 2. Con này thì là con Bana. Đấy, nòng này còn bị chấm thôi. Đây.
Lòng bị chấm nữa nhá. Bóng nhá, còn bóng nhá. Đấy, quay kỹ các bác xem. Đấy, bên ngoài này có sức này, đánh các bác sạch sẽ rồi. Ngoài là cái mạ đồng, đánh những cái đầu đồng đỏ bên trong này. Đấy. Ngoài có sức nhá. Đấy. Đây là một chiếc nồi mâm nhiệt nhá, nồi mâm nhiệt. Mâm nhiệt này hình như là của Toshiba ha. Một chiếc nồi mâm nhiệt nhá. Đấy. Hai cái này, đấy, một chiếc nồi mâm nhiệt này. Một chiếc nồi tôi Panasonic này. Để nó cặp này bao nhiêu? 170.000, 160.000 đi, cả ship nhá. Mã số 10. 160.000. Cả ship. Tiếp theo, nên bác một con đây là con Toshiba, lòng rất dày, em mua về có cá cái này lòng nó xấu đó. Lòng nó xấu rồi. Lòng nó xấu. Đấy, rất dày nhá. Đây là một chiếc lòng do UC này, do UC. Đấy, cũng xấu rồi nhá, cũng xấu rồi. Cũng xấu rồi, để cái bộ cặp này cũng 150.000 đi. 150.000 nhá. 150.000. Tất cả đều có ship rồi nhá. Đấy, giá là cả ship là tính ra có mấy chục ngàn một cái thôi các nhá. Mã số 11 ngày mùng 7 tháng 11. 100 về bảo 150 hay 160 nhỉ? Hả? 150k. 150.000 nhá. Một chiếc nồi Toshiba, một chiếc nồi Yoyuchi, một lít hết quá nhá. Đây, cặp này thì còn được này. Ôi con này lòng dày lắm. Nồng em ngắm cái đã. Còn cái nào cũng không được ghép vào với nó. Hết rồi. Bán hai cái một cho nó. Bán hai cái một cho nó bỏ cái tiền ship. Đúng không bác? Nó bỏ cái tiền ship. Để em chút nhá. Để em moi. Đây. Đây là chiếc nồi nửa lít cũng xấu mà. Lo UC nửa lít nhá, lòng chấm xấu này. Đấy, nửa lít coi nhá. Đây là lòng một lít này, đấy, cũng bị chóc một cái ở giữa này. Bên ngoài sạch sẽ này. Cũng một, đây là hai chiếc nồi UC nhá, một cái nửa lít, một cái một lít. Một cái một lít, một cái nửa lít nhá. Nửa lít này, một lít này, hai con nhá. Mã số 12 ngày mùng 7 tháng 11 để bác cặp này bao nhiêu? 160.000 cả ship nhá. Đấy, cả ship. Đấy, tiếp theo này. Thôi con này đẹp này. Đây là lòng của Toshiba nhá. Lòng này đẹp này. Con này của Toshiba coi nhá. Lòng của Toshiba. Đấy. Nóng đẹp nhá, Toshiba. Ngoài ra, lòng của Toshiba nhá, Toshiba. Nóng đẹp nhá, một vài vết chấm mờ mờ thôi. Và một chiếc nồi của Panasonic xấu đấy. Xấu đấy. À, xấu nhá. Đun từ thoải mái quá nhá, đun bếp từ thoải mái. Mâm nhiệt thì không đun được từ thôi. Con này được một cái lòng rất đẹp nhá. Rất đẹp, bán bác 200.000. 200.000 cả ship nhá. Mã 14 ngày 7 tháng 11 200. Đấy, mã số 14 cái lòng đẹp đấy ạ. À, 10 năm với bác lại con xe thịt này. Con xe thịt của Techcom nhá. Chữ 348 nhá. Lại bán các bác 450.000. Cho nó hết đi. Để lô hàng mới về. Cối thủy tinh nhá, cối thủy tinh. Dao đẹp này, dao đẹp nhá, sắc nhá. Dao đẹp sắc này ạ. Cối thủy tinh nhá. Đấy, mặt đây. Đấy, cổ đẹp này. Cổ đẹp nhá, đây cổ đẹp chạy vo vo nhá. 450.000 nhá, cối xe thịt của Techcom nhá. Đấy. Cối thủy tinh
450.000 êm nhá, rất là êm nhá, rất là êm. Điện áp 100V nhá, công suất là 110W nhá, Techco made in China, 450.000 cả ship nhá, và có bảo hành. Đấy, động cơ cho bác con này luôn. Mã số 15, 450.000 cả ship. Ôi giời, nhạy thế. 15 7 5 450.000. Đấy, rất nhạy nha. 450.000. Đây, nên bác một con ấm cuối cùng, một con ấm nhá. 16 này. 16 nên bác một con ấm siêu tốc nhá. Ống siêu tốc của Nhật, điện 100V nhá, lưu ý. Điện 100V. Cho thêm tí nước, ít nước con nó nhỡ nó cháy mất. Ấm siêu tốc hay cái gì em nói chung là đồ Nhật thì điện 100V hết các bác nhá. Đấy, không phải 220 đâu. Cái nó bền. Này, cu te. Con này khoảng tầm 0,8 lít thôi. Này, đun pha một ấm trà một nhá. Tiện đó ngon này, cành đào. Chờ tí các bác nhá. Chờ chút xíu ạ. Nhớ nó sôi nhá. Bước chờ chút xíu cho nó sôi thôi nhá. Để em ạ. Là nó cái dơ nè nó nhảy không, em test rồi mà, em test rồi nhưng mà em cũng muốn xin video test lại cho các bác để các bác cùng xem, mọi nhận yên tâm nhận hàng. Đấy, cái gốc mà không có nên điện, có phải nó cứ nên điện là nó sôi mà nó nhảy đâu, có những con nên điện thì không sôi, có những con nên điện, điện sôi nhưng mà không nhảy. Đấy, nó bán thì cứ nó mất thời gian một tí nhưng mà bạn cũng yên tâm, bản thân em bán nó cũng yên tâm quá nhá. Đấy, bắt đầu em thấy gieo rồi đấy. Nếu bác nào biết cái bệnh cái con này thì hướng dẫn hộ em cái nhá. Đây cái mui 50 ngàn một cái bác nhá, 50 ngàn một cái. Đấy, nước sôi này. Tôi không sụp rồi, chờ chút nó nhảy em nhá. Đấy, nhảy rồi đấy ạ, nhảy rồi nhá, sôi rồi nhá. Đấy, sôi không sụp rồi nè. Đấy, mà nhảy rồi nhá, nhảy rơ ne rồi. Đấy, dày rất to nhá. Để đáp 100V luôn nhá. Mà là Komi à. Để đáp 100V công suất 800W nhá, 800W. Đấy, con này là mã số 16 14 15 16. Để các bác con này 220.000. 16 220 nhá. Một cái thôi. 220.000 một cái ấm siêu tốc, đem đổ nước sôi đi không lại bọc. 220.000. Đấy, cái mã ấm siêu tốc này cũng là cái mã cuối cùng trong video buổi sáng ngày hôm nay rồi các bác nhá. Đấy, các bác xem thì thấy phù hợp với giá cạnh thành thì các bác ủng hộ vợ chồng nhá. Cảm thấy nó chưa phù hợp thì có thể là xem giải trí rồi ủng hộ vợ chồng online. Các bác có thể xem bên nào nó phù hợp hơn thì mình ủng hộ bên đó. Em buôn bán thì nó cũng đơn giản đấy mà. Thì cái bên nào có giá thành phù hợp mà có nợ cho bản thân mình thì các bác mua thôi, đúng không ạ? Rất là thời buổi bây giờ nó rất là mở các bác nhá. Đây là kênh bán hàng nhá, số điện thoại cũng Zalo mua hàng. Vâng, lưu ý giúp nhá. Em xin phép dừng video tại đây các bác nhá. Hẹn các bác video hôm sau. Thời gian để nồi cơm thì chắc phải sang tuần mới về cơ. Còn bây giờ này còn vài cái thứ linh tinh hàng ngày em lên video để còn có tương tác thôi. Mong bác thông cảm vậy. Xin chào các bác, hẹn các bác lại các bác. Chúc các bác ngày mới ăn này.